Mưa trên đồng Anacút. Hồi ức chiến trường ca. Tác giả Trần Ngọc Phương. Giọng đọc Hải Yến. Lời ngỏ. Tôi gom những bài viết về đời lính của mình in thành tập Mưa trên đồng Anacút. Những bài viết rời rạc, nhớ gì viết nấy, của một người viết không chuyên. Có lẽ chẳng phải là văn chương, bởi vậy tôi gọi nó là một tập ghi chép. Những nhân vật, những trận đánh, những câu chuyện mà tôi kể trong tập ghi chép này đều là chuyện có thật của tôi và đồng đội. Tuy vậy, vì nhiều lý do tế nhị, tôi đã đổi tên và đôi khi đổi cả đơn vị của nhân vật. Thế hệ chúng tôi sinh ra trong thời chiến, từ ấu thơ đã đối diện với đạn bom, chết chóc và cả những thiếu thốn, đói rách của người dân một nước đang có chiến tranh. Lớn lên, tuổi 18 đôi mươi lại cầm súng ra trận. Ký ức về một thời trận mạc, ai có trải qua mới thấu. Nó hằn sâu trong tâm khảm như một vết cắt trên da thịt, không bao giờ liền sẹo, sẵn sàng tứa máu mỗi khi động đến. Có lẽ vì những gian khổ ác liệt của chiến trường đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của con người và trở thành những ám ảnh suốt đời. Đi qua chiến tranh, về với đời thường, đất nước những năm 80-90 còn chìm ngập trong đói nghèo thời bao cấp. Những người lính của cuộc chiến 10 năm ngày nào giờ lại đối mặt với cuộc chiến mới, cuộc chiến với cơm gạo áo tiền để kiếm sống. Cái vòng xoáy áo cơm ấy cuốn chúng tôi đi ngoảnh lại đã mấy mươi năm. Quá khứ chiến tranh tưởng đã rơi vào quên lãng bỗng bùng lên khi các phương tiện thông tin ngày càng phổ cập. Những người lính năm xưa tìm nhau trên Facebook, Zalo rồi tổ chức gặp mặt hội quân đủ các cấp, từ đại đội đến sư đoàn. Những kỷ niệm ngày xưa có cơ hội sống dậy, những câu chuyện thời lính được kể lại, được nhắc nhớ ngày mỗi nhiều. Cuộc sống của những người lính ở chiến trường không chỉ có hiểm nguy rình rập, sống chết cận kề, mà còn rất nhiều vất vả gian lao không đong đếm được. Những đêm phục kích, ngồi chùm ni lông dưới cơn mưa rừng rả rích, đói, lạnh, mũi vắt, ướt át, nhớp nháp toàn thân và áp lực của sự căng thẳng thần kinh. Mọi giác quan đều phải tập trung cao độ, đôi khi tạo nên ảo giác. Tiếng động của loài thú săn đêm như bước chân quân địch, tiếng huýt sáo bắt liên lạc của địch hay chỉ là tiếng kêu của một loài chim. Tổ phục đêm chỉ có 3 người lặng yên lẩn trong bóng tối dày đặc. Có thể mọi căng thẳng sẽ trôi qua khi bình minh đến. Có thể súng sẽ nổ và một trận phục kích thành công. Cũng có thể cả tổ chẳng còn đường về vì quân địch quá mạnh. Những đợt chốt hàng tháng trời sống trong hầm kèo, cối pháo địch dập không ngưng nghỉ, không còn khái niệm thời gian ngày hay đêm, mà chỉ còn những giây phút hiếm hoi giữa hai đợt tấn công, tranh thủ ăn một cục cơm vắt, hớp ngụm nước lạnh. Mọi sinh hoạt đều trong hầm hoặc giao thông hào, không tắm giặt, không đánh răng rửa mặt. Nước anh nuôi gùi lên chốt chỉ đủ để uống. Áo quần mùn nát, lúc nào cũng ẩm ướt vì mồ hôi
và cả nước mưa. Ghẻ lở, hắc lào, tha hồ sinh sôi. Nhưng ngay cả cảm giác ngứa ngáy, khó chịu cũng chẳng có cơ hội xuất hiện khi mà mọi chú ý đều hướng về phía địch. Rồi những đợt hành quân đánh địch dài ngày, đường xa mang vác nặng, xuyên rừng leo bình đổ, dưới cái nắng mùa khô như đổ lửa và những cơn khát ám ảnh. Có lẽ tất cả những gian lao vất vả mà những người lính đã cùng nhau vượt qua đã gắn kết họ. Tình cảm của những người lính dành cho nhau còn hơn cả ruột thịt. Họ chia nhau từng hơi thuốc lá, từng giọt nước mót từ bi đông đã cạn. Đến cả thứ quý giá nhất là mạng sống, còn có thể hy sinh cho nhau. Tình cảm ấy đã vượt qua mọi lẽ thường, nó sâu đậm và bền chặt. Đi qua cuộc chiến đã mấy mươi năm, vẫn còn nhiều câu chuyện cảm động về tình đồng đội đùm bọc giúp đỡ nhau trong cuộc sống hiện tại. Chuyện của những người lính năm xưa không chỉ là những trận đánh khốc liệt, những gian khổ, hy sinh, những khó khăn thiếu thốn họ phải chịu đựng, mà còn có cả những sinh hoạt đời thường, những phút giây ngoài chiến trận, những nhớ nhung, giận hờn, yêu ghét của những người lính nhiều năm liền xa nhà. Vì vậy, những mẩu chuyện rời rạc mà tôi kể lại có thể là về một trận đánh, có thể là về sinh hoạt thường nhật của những người lính, hoặc chuyện tình yêu, chuyện kiếm sống của họ sau khi rời quân ngũ. Tuy rời rạc, nhưng tất cả chúng đều có một mẫu số chung, đó là chuyện của những người lính, những cựu chiến binh. Tôi viết trước tiên là để cho chính mình, như một cách giải tỏa những ám ảnh của cuộc chiến mà mình từng tham dự. Sau nữa là cho đồng đội để cùng nhớ lại quãng đời trong quân ngũ. Một thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời mà ảnh hưởng của nó với rất nhiều người là mãi mãi. Cuối cùng, để tưởng nhớ những đồng đội đã vĩnh viễn không có ngày về, người đã khuất sẽ mãi còn nếu chúng ta còn nhắc đến họ. Đồng đội tôi cũng đã nhiều người viết về cuộc chiến này, cuộc chiến 10 năm trên đất Ca. Tôi nghĩ, cũng như tôi, những ám ảnh trong họ đã trở thành động lực, thôi thúc họ phải viết ra kể lại để bày tỏ, sẻ chia những nỗi niềm luôn mang nặng trong lòng. Những ghi chép của tôi được viết theo nỗi nhớ, như một sự trở về của ký ức. Vậy nên tôi đã sắp xếp các bài viết trong tập theo trình tự thời gian. Tôi ghi lại ở cuối mỗi bài, trừ một vài trường hợp đặc biệt phải thay đổi để nội dung câu chuyện được liền mạch. Cũng xin nói thêm về cái tên Mưa trên đồng Ả Na Cút. Tên của tập sách cũng là tên của một bài viết trong tập. Ả Na Cút, tiếng Khmer là tương lai. Cánh đồng tương lai là một cánh đồng ở làng Krolapia, nơi chúng tôi hồi đó còn là những chàng lính trẻ, đã cùng dân làng cấy cày gặt hái. Cái tên tương lai như ngụ ý về một ngày mai tươi sáng. Theo nghĩa đó, mưa trên đồng Ả Na Cút của tôi, dẫu kể nhiều về quá khứ gian khổ đau thương, vẫn chứa đựng trong đó niềm mong ước bình dị về một ngày mai không chiến tranh, ngày bình yên hạnh phúc. Với rất nhiều ngại ngần khi in tập sách này vì sự thô vụng của nó, rất mong bạn bè, đồng đội và bạn đọc lượng thứ. Đà Nẵng, ngày 19 tháng 2 năm 2022. Trần Ngọc Phương. Lính mới lên chốt. Tháng 10 năm 78,
chiến dịch giữ bàn đạp. Tôi theo đơn vị vượt qua biên giới bằng cửa ngõ đồn biên phòng 23. Toàn trung đoàn hành quân bằng xe Hồng Hà, xe Molotova. Dọc đường, thanh niên xung phong vẫy tay chào. Mặt trận còn cách mấy chục cây số, nhưng không khí chiến trận đã bao phủ nơi này. Xuống xe, hành quân bộ chừng một tiếng, tiểu đoàn chúng tôi dừng chân. Cán bộ tiểu đoàn, cán bộ các đại đội nhận bàn giao chốt từ quân của trung đoàn 94. Lính tráng chúng tôi nghỉ giải lao chờ lệnh. Cuộc bàn giao chốt diễn ra chóng vánh. Các đại đội triển khai quân vào vị trí. Quân tiểu đoàn bộ, mỗi bộ phận mỗi việc. Trinh sát dẫn đường cho các đại đội. Thông tin giải dây theo chân lính về các chốt. Trung đội vận tải nhận lệnh củng cố hầm hào cá nhân và hầm chỉ huy. Còn chưa biết vị trí của trung đội mình ở đâu. Nhóm chúng tôi gồm 4 đứa do tiểu đội trưởng Thanh phụ trách. Đã theo chân tiểu đoàn phó Kiệm đến vị trí đặt hầm chỉ huy để củng cố hầm hào. Căn hầm chỉ huy do quân 94 bàn giao lại không vừa ý thủ trưởng Kiệm, lại không có hầm chữ A. Trước mắt phải đào thêm một hầm chữ A, hầm chỉ huy mài tính. Bọn tôi vừa đào hầm vừa nghe báo cáo từ các chốt qua tổng đài đặt tại hầm chỉ huy, nên cũng nắm được tình hình của toàn tiểu đoàn. Các đại đội đã yên vị, địch vẫn im hơi lặng tiếng. Đào xong hầm, chúng tôi về, chỉ kịp ăn vội miếng cơm, lại có lệnh gùi đạn cho chốt C7. Theo đường dây thông tin từ tiểu đoàn bộ qua tuyến trung, đi tiếp đến chốt tiền tiêu. Trời đã chiều, tiếng vượn hú, tiếng các loài chim nháo nhác tìm chỗ ngủ, nghe sao động. Chưa có đường mòn, chúng tôi bám theo đường dây thông tin. Cây bụi, dây leo và cỏ rậm rịt níu giữ từng bước chân. Không có một dấu hiệu gì của địch, mà sao tôi thấy ngột ngạt căng thẳng. Tôi vừa nghĩ để tự trấn an mình. Chắc tại lần đầu lên chốt, chứ chẳng có gì đâu. Thì ngay lập tức, tiếng súng các loại gầm lên. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe tiếng đạn nổ gần, cùng một lúc rộ lên và kéo dài tựa như sấm sét của 4 phương đồng thời dồn về một nơi. Tôi nằm dán người sát trên mặt đất, trên lưng vẫn mang ba lô đựng đầy 20 quả cối 60 ly. Khẩu AK đã mở khóa an toàn ôm trước ngực, cảm giác như địch ở rất gần. Tiếng đề ba của cối 60, cối 81 nghe rất rõ. Bụi đất phủ rào rào lên người tôi mỗi khi có quả cối nổ gần. Qua mấy phút hoảng hốt, tôi bình tĩnh lại và bắt đầu quan sát. Xác định được chốt C7 là trước mặt, nơi đạn địch tập trung bắn vào, cách chỗ tôi đang nằm chừng 20 mét. Đội hình địch trách về phía tay phải, cách chừng 50 mét. Sau đợt cối cấp tập chừng 10 phút, có tiếng bộ binh địch hô xung phong, chỉ nghe tiếng người hò rộ lên, không phân biệt được âm gì. Lúc này mới nghe tiếng súng của C7 đáp trả. Ngoài tiếng hỏa lực các loại từ chốt bắn ra, còn nghe tiếng cối 82 của C8 chi viện, tiếng xoèn xoẹt của đạn cối bay qua đầu, rợn người. Chỉ cần hụt tầm 50 mét là bọn lính tôi sẽ lãnh đủ. Trận đánh kéo dài chừng nửa tiếng. Tôi nghe rõ tiếng địch xung phong 3 lần, cả 3 đợt xung phong đều bị bẻ gãy. Địch đã rút lui. Thấy phía trước, thằng Ngọc vẫn nằm im. Tôi bỏ lên, hỏi, Thanh đâu? Không biết. Trong 5 thằng gùi đạn lên chốt, chỉ có thằng Thanh là lính tháng 5, đã có kinh nghiệm đánh nhau mấy tháng. Còn lại 4 thằng là tôi, Ngọc, Luận, Nguyện. Đều là lính mới, lần đầu ra trận. Tôi đoán, chắc thằng Thanh đã kịp thời chạy vào chốt khi địch bắt đầu tấn công. Bèn quyết định bám theo đường dây vào chốt. Trời đã sẩm tối, phải cầm dây mà lần theo. Đi được một đoạn, gặp Thanh quay về. Nó thì thào,
biểu tôi đi tiếp. Nó sẽ quay lui, dẫn ba đứa còn lại vào sau. Đến chốt, đập vào mắt tôi là một cái đầu đội nón sắt nhô lên trên giao thông hào. Một bàn tay vẫy rối rít. Tôi chưa kịp thụp xuống, người lính đó đã lôi tuột tôi xuống hào. Kịp lúc quả cối mồ côi nổ ngay trước mặt. 10 phút sau, bọn thằng Thanh cũng đến nơi. Giao đạn xong, bọn tôi lập tức quay về, kèm theo 2 thương binh. Cả 2 bị thương ở vai, đã băng tạm, còn tự đi được. Lúc còn nằm bên ngoài chốt, quan sát trận đánh, thấy cối pháo, các loại hỏa lực, B-40, B-41, M-79, Đại Liên, Trung Liên, có cả 12 ly 7 hạ tầm bắn bộ binh, chút vào tuyến chốt tiền tiêu, chỉ vẻn vẹn một trung đội 12 người bám giữ. Khoảnh rừng bao quanh chốt, cây đổ ngổn ngang, mặt đất bị đạn cối cầy xới lên đỏ quạch. Tưởng rằng tuyến chốt sẽ bị san bằng sau trận bão lửa. Vậy mà giờ tất cả vẫn bình yên, chỉ 2 chiến sĩ bị thương nhẹ, nói theo ngôn ngữ lính là gai cào. Về lại tiểu đoàn bộ chưa kịp nghỉ ngơi, đã có lệnh cáng thương. Lần này là chốt C6. 3 thương binh khá nặng khiêng thẳng đến phẫu trung đoàn. Đường từ chốt C6 về rất khó đi. Nhiều đoạn dốc ngược, người đi trước phải gần như nằm sát đất, mặt quay ngược về phía sau thì mới giữ cho thương binh không rớt khỏi cáng. Về đến nơi trú quân, đã quá nửa đêm, bỏ gác. Ngủ luôn đến sáng vì quá mệt. Ròng rã 1 tháng chốt, trung đội tôi lặp lại điệp khúc, gùi đạn, cáng thương, cả ngày cả đêm, bất kể nắng mưa. Có mặt trên khắp các chốt tiền tiêu của các đại đội. Không ít lần phơi mình giữa 2 làn đạn của địch và ta. Có lẽ biên chế 1 trung đội vận tải cho 1 trận địa chốt tiểu đoàn là hơi ít. Hèn gì trước đây chỉ sau mấy tháng chốt, lính trung đội vận tải chỉ còn có 2 thằng là Thanh và Ngang. Trong suốt đợt chốt này, tiểu đoàn tôi phơi mình cho địch đánh, ngày nào cũng có thương vong. Tôi không hiểu lắm, vì sao lại phải chốt tại những vị trí cố định để địch tha hồ tấn công? Có lẽ để phục vụ cho một mục tiêu chiến lược nào đó, mà chỉ các chỉ huy cấp cao mới được biết. Bọn tôi là lính, có lệnh là đi, thế thôi. Không biết là tôi đã khiêng trên vai bao nhiêu đồng đội. Đứa thì đã chết, đứa bị thương. Có đứa đau quá không chịu được, gào lên: bắn cho mình chết đi, đau quá đồng hương ơi. Nhớ nhất là lần khiêng xác thằng Kiều Dương, lính C5, đồng hương cùng thôn với tôi. Lúc đó trời tối như mực, cả đoàn cáng thương có 2 thương binh và 2 tử sĩ. Tôi và thằng Sinh khiêng tử sĩ đi sau cùng. Khi leo lên dốc cao, đường trơn, vì mới mưa xong, thằng Sinh trượt chân, xác tử sĩ rơi ra khỏi võng. Thằng Sinh không dám đụng vào xác, một mình tôi cố kéo xác vào võng. Mỗi lần nâng xác lên, máu ở ngực lại trào ra và phát ra tiếng như người còn sống. Thằng Sinh lại càng sợ. Tôi sốt ruột vì đội hình phía trước đã đi xa, phải dọa bắn. Thằng Sinh mới cùng tôi đưa được xác vào võng. Về đến trung đoàn, lấy pin soi mặt mới biết mình vừa khiêng thằng Kiều Dương. Máu của nó thấm ướt cả ngực áo tôi. Cái áo này vẫn theo tôi cả mấy mùa chiến dịch. Vết máu chỉ mờ đi chứ không sạch, dù tôi đã cố giặt nhiều lần. Cuối đợt chốt, chúng tôi có mấy ngày thảnh thơi. Khi quân của trung đoàn 31 lên tăng cường cho phòng tuyến của trung đoàn 95, có cả pháo 37 ly của quân khu. Quân 95 vẫn giữ chốt, trong khi quân 31 vòng ra phía sau đánh vô hồi. Gọng kìm được tạo ra bởi 2 trung đoàn thiện chiến đã làm cho quân Pol Pot sợ vỡ mật, tháo chạy. Đứng trên chốt C7, nơi mà mấy hôm trước
quân ta suốt ngày ẩn dưới hầm hào, chỉ ngóc đầu lên quan sát. Khi địch ngừng pháo để xung phong, bây giờ tình thế đã khác. Lính ta đứng hiên ngang trên đỉnh của cao điểm 312, bàn tán xôn xao khi thấy quân Pốt bị ép phải chạy xuống thung lũng. Cối pháo các loại của ta thi nhau truy kích, có cả pháo 37 ly bắn tà âm. Tiếng đề pa và tiếng nổ gần như tức thì, địch thiệt hại rất nặng. Hầu như cánh quân rút xuống thung lũng, chết không còn sót tên nào. Nói hả hê thì hơi ác, nhưng quả tình, sau một tháng đưa lưng chịu trận, thương vong hàng ngày, thì không từ nào diễn tả đúng nhất tâm trạng quân ta lúc này. Vừa được nghỉ mấy ngày, đã có lệnh tiểu đoàn 2 gùi đạn cho tiểu đoàn 1 đánh địch. Chắc trận này đánh lớn, nên mới huy động lực lượng lớn. Các đại đội hỏa lực trực thuộc trung đoàn như C-14, 12 ly 7, C-16, DKZ, C-13, cối 120 ly đều có quân tham gia. Để giữ bí mật, chiều tối đội quân gùi đạn mới xuất phát. Đi suốt đêm. Đêm trong rừng già, tối đến nhức mắt. Chúng tôi phải nhặt gỗ mục gắn lên ba lô để bám theo nhau. Nhờ ánh lân tinh phát ra từ gỗ, một vệt sáng xanh mờ đầy ma quái nhấp nhô theo nhịp đi. Tiếng người ngã, tiếng vũ khí chạm nhau nghe thật vang giữa rừng khuya. Thỉnh thoảng, đoàn quân phải dừng lại vì mất dấu đường dây. Đang lúc chờ phía trước tìm đường, phía sau tranh thủ hạ ba lô ngồi nghỉ. Cạnh tôi có ánh lửa lóe lên. Mấy tên thèm thuốc đã rủ nhau che chắn để bật lửa đốt thuốc hút. Có tiếng chửi thề, đủ má, muốn chết à. Tôi cũng nổi cơn ghiền, mò tới chia lửa. Rít được mấy hơi thuốc tỉnh người, tâm trí tôi lan man. Đêm đen đặc, cả một đoàn quân mà chẳng thấy ai, chỉ thấy những ánh lân tinh, chỉ nghe những tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng mối ăn lá mục, tiếng của các loài thú ăn đêm sột soạt. Cứ lầm lũi đi, gần sáng thì đến vị trí tập kết. Chẳng có đồng hồ nên không biết là mấy giờ. Trời vẫn tối mịt. Theo lệnh của trung đoàn, sau khi giao đạn, chúng tôi khẩn trương rời khỏi trận địa. Có lẽ trận đánh sẽ bắt đầu lúc mờ sáng như truyền thống. Đoạn đường về có nhẹ nhàng hơn vì không mang nặng, nhưng tất cả đều bơ phờ sau một đêm thức trắng, gùi nặng trên vai. Trời lạnh mà đứa nào áo cũng đẫm mồ hôi, bi đông nước mang theo cũng đã cạn. Đi được vài cây số thì trời mờ sáng. Sau lưng chúng tôi, trận đánh đã bắt đầu. Cách trận địa xa như vậy mà tôi nghe mặt đất rung chuyển. Tất cả các loại cối pháo đồng loạt gầm, tiếng nổ kéo dài liên tục, chớp sáng rực cả góc trời. Bọn lính cũ có kinh nghiệm nói rằng, hễ tiềm nhập thành công, không hướng nào bị lộ, đúng giờ có pháo lệnh đồng loạt nổ súng, thì cầm chắc chiến thắng và thương vong sẽ rất ít. Đi thêm mấy cây số nữa, gặp một con suối, bọn tôi rủ nhau xuống lấy nước uống. Bên bờ suối có một tốp bộ đội đóng quân, không biết của đơn vị nào. Đến gần chỉ thấy có mấy cậu lính trẻ, còn lại toàn lính già cỡ 40-50. Bọn tôi tò mò hỏi, được biết đây là đoàn cán bộ của quân khu đi khảo sát chiến trường. Cả bọn đang ngồi hút thuốc thì một vị tóc đá điểm bạc đến hỏi, các đồng chí ở đơn vị nào? Dạ, báo cáo thủ trưởng, bọn em lính 95. Là đơn vị đang đánh trong kia à? Dạ. Sao các cậu ngồi đây? Dạ, bọn em làm nhiệm vụ gùi đạn, bây giờ quay về đơn vị. Có cậu nào học hết cấp 3 không? Thằng Tư chỉ tôi. Cậu này sinh viên đại học đây. Quay sang tôi, ông nói, cậu còn nhớ kiến thức toán giải hộ tớ mấy bài toán hình? Bây giờ tôi mới để ý, trên tay ông là quyển hình học lớp 10, hệ 10 năm. Ông lật sách ra,
chỉ cho tôi mấy bài đã đánh dấu và nói: cậu giải được bài nào thì giảng cho tôi để tôi tự ghi. Tôi đã vẽ hình ra rồi mà khó quá. Nói xong, ông lục túi xách ra một quyển sổ và một cây viết. Ông tiếp thu khá tốt. Chỉ khoảng 20 phút, tôi đã giải cho ông được 5 bài, đều là những bài ông đang làm dở, đã vẽ hình và ghi chép rất cẩn thận. Giải được mấy bài toán, ông vui lắm. Cảm ơn tôi đến mấy lần. Chợt nhớ ra, bọn tôi đã gùi đạn cả đêm. Ông hỏi: có đói không? Rồi không đợi tôi trả lời, ông biểu tôi gọi luôn mấy anh em theo ông xuống bếp. Bọn tôi được chiêu đãi một bữa cơm nóng với thịt hộp. Ăn cơm xong, lại còn được một gói thuốc Tam Đảo. Dọc đường về, mấy thằng nói vui: học trò trả thù lao cho thầy quá cao. Đà Nẵng, ngày 8 tháng 11 năm 2018. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.